Xin chào bà con và các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Nguyễn Văn Nam TV. Bây giờ Tây Nguyên đang là mùa cà phê và bắt đầu từ hôm nay thì Nguyễn Văn TV đồng thời đăng những các cái bản tin về giá cà phê để gửi đến bà con và các bạn cập nhật ở trên mạng Internet. Và đồng thời thông qua đó thì có những cái video về cà phê, cái tình hình thu hái cà phê của bà con thì Nguyễn Văn Nam TV sẽ đồng thời đăng với cái bản tin cà phê hàng ngày, cập nhật hàng ngày để bà con chúng ta cùng tham khảo. Thì thưa quý vị các bạn, thì bằng cách cập nhật cái giá cà phê thì Nguyễn Văn Nam TV sẽ quay lại cái màn hình ở các bản tin giá cà phê hàng ngày. Và bây giờ thì mời bà con hãy xem giá cà phê hôm nay ngày 11 tháng 11 năm 2019 cùng với Nguyễn Văn Nam TV nhé. Vâng, thưa quý vị các bạn, thì hôm nay ngày 11 tháng 11 năm 2019 thì giá cà phê hôm nay tăng 100 đồng tại 1 kg tại Lâm Hà, Lâm Đồng. Có nghĩa là Lâm Đồng thì giá cà phê sẽ tăng các bạn. Và bản tin hôm nay đó là giá cà phê tuần qua tiếp tục tăng 800 đến 1.000 đồng 1 kg, lên 33.000 đến 33.800 đồng 1 kg. Trong đó thì giá cà phê tỉnh Lâm Đồng thấp nhất và cao nhất tại tỉnh Kon Tum. Và xin chúc mừng bà con ở Kon Tum, và mình cũng là người ở Kon Tum, cũng rất mong là cái giá cà phê được giữ ổn định và tăng thì rất vui cho bà con. Giá cà phê hôm nay cao nhất tại tỉnh Đắk Lắk và là 33.800 đồng 1 kg, và giá thấp nhất tại tỉnh Lâm Đồng là 33.000 đồng 1 kg. Có nghĩa là hiện tại đến hôm nay thì giá cà phê đang ở cái mức là 33.800 đến từ 33.000 đến 33.800, tức là chênh lệch nhau là 800 đồng. Cụ thể là mở cửa phiên giao dịch hôm nay, giá cà phê tại tỉnh Lâm Đồng ổn định. Ở huyện Bảo Lộc giá cà phê ở mức là 33, xin lỗi bà con, là 33.200 đồng 1 kg. Tại huyện Di Linh giá cà phê ở ngưỡng 33.100 đồng 1 kg. Riêng giá cà phê tại huyện Lâm Hà là tăng 100 đồng 1 kg, lên 33.100 đồng 1 kg. Song song đó thì giá cà phê tại Đắk Lắk cũng đi ngang, huyện Cư Mờ Nga giá cà phê trong ngưỡng là 33.800 đồng 1 kg, và tại Buôn Hồ giá cà phê dao động trong cái mức là 33.600 đồng 1 kg. Giá cà phê tại Gia Lai ổn định ở mức là 33.500 đồng 1 kg, và giá cà phê tại Đắk Nông cũng không đổi, ở mức là 33.500 đồng 1 kg. Và giá cà phê tại Kon Tum ổn định ở mức là 33.800 đồng 1 kg. Và giá cà phê tại cảng thành phố Hồ Chí Minh đi ngang ở ngưỡng là 35.000 đồng trên 1 kg. Và đây là cái giá cà phê thế giới các bạn. Giá cà phê thế giới thì đi ngang. Trên thị trường thế giới, 8:30 ngày 11 tháng 11 năm 2019, giá cà phê Robusta giao tháng 1 năm 2020 trên sàn Robusta ICE ổn định ở mức là 1.384 USD trên một tấn, và giá cà phê giao tháng 3 năm 2020 đi ngang ở trong cái ngưỡng là 1.406 USD trên một tấn. Giá cà phê giao tháng 5 2020 thì không biến động, giữ ở mức là 1.426 USD trên tấn. Giá cà phê giao tháng 7 năm 2020 đi ngang ở mức là 1.446 USD trên một tấn. Và giá cà phê Arabica giao tháng 12 năm 2018 ở trên sàn ICE thì là vào 8:30 ngày 11 thì ổn định ở mức là 1.094 USD trên một tấn. Giá giao tháng 3 năm 2020 thì không đổi, là 1.128 USD một tấn. Và giá giao tháng 5 2020 đi ngang qua trong mức là 1.152 USD một tấn, và giá giao tháng 7 năm 2020 đứng yên ở mức là 1.174 USD trên tấn. Thì đó là một vài những cái thông tin về giá cà phê ngày 11 tháng 11 năm 2019, và Nguyễn Văn Nam TV sẽ liên tục cập nhật cái giá cà phê trong ngày hôm sau. Thì mời quý vị các bạn đừng quên là like, đăng ký kênh để chúng ta cùng theo dõi và cập nhật cái bản tin giá cà phê ở trên kênh Nguyễn Văn Nam TV. Một lần nữa thì chúc cho bà con có một năm có một mùa bội thu cà phê, và
Cầu mong cho mưa thuận gió hòa và đặc biệt là nắng để bà con chúng ta phơi cà phê để nó đạt chất lượng cao và cái thu hái cà phê nó đỡ vất vả. Thì hiện tại thì Kon Tum nơi mình đang ở thì hiện tại là đang ảnh hưởng của bão ở dưới ở các tỉnh đồng bằng và hiện tại đang rất có mưa các bạn, mưa rất chắc thì việc thu hái cà phê rất là khó. Thì các bản tin của Người Việt Nam TV sẽ cập nhật những tình hình thu hái cà phê và có thể là cũng một số những cái hình ảnh thu hái cà phê ở Tây Nguyên để gửi đến quý vị các bạn và đặc biệt là bà con chúng ta những người đang làm cà phê. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.